ប្រទេសឃើញសក្តិទីងពីក្បាលកំពុងដើររកស៊ីចំណីនៅភ្នំគ្រៀលនៃស្រុកជ័យសែនអអេសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ មន្ត្រីនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022កម្លាំងអូសៀនរៈការពារដែនចម្រុកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារបានប្រទះឃើញសត្វស្ទីងពីក្បាលមេនិងកូនកំពុងដើររកស៊ីចំណីខណៈក្រុមមន្ត្រីបានចុះល្បាតដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅភ្នំគ្រៀលក្នុងភូមិភ្ញៀវរលឹកឃុំថ្មៀស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីដដែលបន្តថាកន្លងមកពួកគេធ្លាប់បានប្រទះឃើញវងសត្វស
cần lòng tứ nơi mà đông phnom mùi rồi khi nông phùm xa viên sọc chạy sáng sát tinh cứ chia thân cả sát này bỏ bộ sát xa tì xì xa máu nâng rốt cả chết chia à hà đòi trời cả viên xa máu tùm hôm thống xâm rạp chia chậm này viên miên miết thông chuyên kê khi nông chậm nông bỏ bộ cô xa tì nơi lờ bị phục lố đòi xa tài tinh miên miết thông đôi chân này viên bùm xa miên xa trời tràn tì hai sát tinh trời bàn cắt ra nơi khi nông bánh chi cả hôm rõ bỏ ông cả IUCN chia bà phê sát nghe rong cụ nơi lờ bị phục lộ đây lại nơi bà tế Campuchia kê bà tế khơi sát tình miền vật và miền phía trán cư nơi khăn ông đồng bọn cả phía tế sắp hiệp của bụng riệp phía kháng cát nơi prey sáng nâng prey bẹc gần đá sáng tại tu chia giang nè bà chạy bọn mần miền tu là lê bán xe mạng play cả ông bì chùm nguồn sát tình nơi khăn ông bà tế Campuchia nụ tì All A7 đánh chánh nơi phía toán xe mạng.